Chào mừng các bạn đã quay trở lại tới kênh Emstarcode. Mình là Nam, nhân viên kỹ thuật đến từ Emstarcode. Ngày hôm nay Nam sẽ giới thiệu cho mọi người một thiết bị có tên là TX220+. Với một vài người đang có nhu cầu lưu trữ dữ liệu của mình theo dạng cá nhân hay là mua hình doanh nghiệp nhỏ, thì với giải pháp là TX220+ sẽ là một giải pháp tuyệt vời nhất dùng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Với thiết bị NAS Synology TX220+ là phiên bản nâng cấp của thiết bị NAS Synology TX220+ xuất hiện vào cuối năm 2017. Vậy thì NAS Synology TX220+ có những gì để đáp ứng cho nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp thì chúng ta cùng tìm hiểu. Thì bản thiết kế NAS Synology TX220+ hoàn toàn giống so với là thiết bị NAS TX220+. Với cái vỏ hộp bên ngoài là hoàn toàn bằng nhựa, bên trong sẽ là kim loại và vỏ hộp chủ, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho các thiết bị NAS đầu tiên là thiết kế gọn gàng, thông minh, và kèm theo nữa là nó sẽ có giảm thiểu tiếng ồn một cách tối ưu hóa nhất. Về phần mặt trước của thiết bị TX220+ sẽ có một cái mặt nạ là bằng nhựa, thì cái mặt nạ này giúp chúng ta có thể mở ra để khi chúng ta mở ra sẽ thấy hai cái khay chứa ổ cứng. Hiện tại TX220+ sẽ lắp được hai ổ cứng theo hai chuẩn khác nhau, ví dụ như là 2.5 và 3.5. vậy thì tổng dung lượng của thiết bị này có thể đạt tới là 32 TB, tương ứng với mẫu khay ổ cứng là sẽ là 16 TB. Và phía bên ngoài còn trang bị cho mình đó chính là một dải đèn led bao gồm cả đèn để giúp chúng ta theo dõi được cái tình trạng sức khỏe và cái tình trạng hoạt động thiết bị. Đèn đầu tiên là đèn starter sẽ biểu thị được cái thiết bị trạng thái hoạt động thiết bị. Tiếp theo là các cổng đèn len và đèn ổ đĩa để cho chúng ta biết được là tình trạng của len cũng coi như là đít có hoạt động như thế nào. Bên cạnh đó sẽ thiết kế thêm cho mình đó chính là cái cổng USB 3.0. Nơi này sẽ chúng ta kết hợp những cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như ổ cứng. Kèm theo đó là sẽ là một cái nút copy có cái hiệu là C, dùng để copy một cách nhanh chóng từ ổ cứng ngoài hay là ổ cứng trong, chỉ cần thao tác một nút bấm. Qua tới mặt đằng sau thiết bị thì sẽ tương đồng giống như là 220+, sẽ có cho mình là một cái cổng USB 3.0 nữa, dùng để kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi, ví dụ như máy in, ổ cứng rồi và vân vân. TX220+ được trang bị hai cổng len mật thiết, nơi này sẽ giúp cho chúng ta cái việc đó chính là chúng ta có thể bôn tất cả các cổng mà với nhau đang là một bit, thì ổ cổng chúng ta có thể là tăng tốc độ truy xuất lên thành là 2 bit. Ta thì cũng có thể là ATM backup, có nghĩa là một cổng này một đường truyền này có vấn đề thì đường truyền sau sẽ nhẩm nhằm vơ cho chúng ta vẫn chỉ cần nát từ sau cách an toàn. Toàn bộ những thiết bị nát cho Synology phát triển thì sở hữu cho mình một cái hệ điều hành đó chính là Deepin. Với thiết bị nát Synology TX220+ trang bị cho mình là cái hệ điều hành Deepin 3.0, mang lại cho người dùng trải nghiệm nhanh chóng và tiện nghi. Đầu tiên là phải kể đến Synology Drive, thay thế một ứng dụng thay thế dành cho Dropbox hoặc là Google Drive, là giúp cho chúng ta truy cập tất cả dữ liệu từ xa một cách an toàn hiệu quả. Ứng dụng Synology Chat dùng để thay thế các ứng dụng hiện tại, ví dụ như Tablet Sky vân vân, dùng để chat đầu bộ. Ngoài ra còn có một số ứng dụng dành cho gia đình, ví dụ như Synology Photo. Thì Synology Photo sẽ cung cấp cho khả năng người dùng một cách tối ưu hóa nhất trong công việc đó chính là lưu trữ hình ảnh. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì mọi người có thể xem qua cái link ở phía dưới phần bình luận. Một backup thì backup hiện tại là sẽ có 20 backup. 20 backup sẽ đảm nhiệm cái vai trò là tạo cho mình cái lịch backup, ngoài ra còn có thể tạo cho mình một cái chiến lược backup đa năng, ví dụ như là có thể backup từ NAS sang NAS, từ NAS sang USB, từ NAS lên Google Cloud và vân vân. Hiện tại TX220+ cũng bổ sung thêm cho mình một ứng dụng khá là mọi người quan tâm, đó chính là Active for Backup for Business. Thì đối với Active for Backup for Business này sẽ mang cho mọi người dùng trải nghiệm, đó chính là backup toàn bộ PC của mình lên một thiết bị NAS để quản lý tập trung. Và bên cạnh đó thì
nhờ phát triển Synology còn có rất nhiều các ứng dụng miễn phí cho chúng ta để giúp chúng ta có thể là sử dụng tối ưu hóa. Và những ứng dụng mà do nhà thứ ba phát triển khác nữa là chúng ta có thể tham khảo. Synology đến hai yêu cầu phải đáp ứng đủ cái nhu cầu dành cho cá nhân và người dùng. Các chị có thể lên trực tiếp sau đường của Starcode tại 75 Hồ Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp toàn bộ các giải pháp mà của Synology có thể mang lại cho anh chị, coi như giải quyết cho bài toán khó khăn của doanh nghiệp của anh chị đang gặp phải. Cuối cùng mình là Nam, kỹ thuật đến từ Starcode, Service Provider Synology Việt Nam.